Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Thiện đang ở cây cầu ở kinh Bần Bé. Thì hôm nay cây cầu đã được mấy chú mấy anh ở đây đã được xây dựng xong. Thì đây còn những công đoạn cuối cùng là sơn phết với lại tô cái phần đà phía dưới cầu. Thiện tới đây quay những hình ảnh lúc những cái công đoạn cuối cùng làm cầu đó đã chuẩn bị khánh thành.
Thì tới đây cũng để gửi cái phần tiền còn lại trong cái đợt làm cầu này là 40 triệu. Thì mỗi một đợt thì gửi 40 triệu, 3 đợt là 120 triệu. Đây thì những hình ảnh thiện quay để gửi đến cho cô Tịnh cũng như tất cả mọi người xem. Thì cây cầu này xây dựng để tri ân bà cố Nguyễn Thị Thọ, do cô Nguyễn Thị Tịnh tài trợ tiền 120 triệu. Đây những hình ảnh phía sau thiện nha. Cây cầu rất là đẹp, bề ngang 2,5 m, dài 28 m. Cầu mình là cũng sắp xong hả sư? Dạ. 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 Cây cầu quá trời đẹp luôn rồi. Hôm trước cô Tịnh cũng có nói với con là bàn với sư là sơn màu vàng, nhưng mà do ở đây mình ban đêm á, ghe tàu chạy nhiều. Đúng. Thành ra mình phải sơn màu trắng để cho nó dạ lại. Dạ để cho bà con đêm người ta thấy được. Né ha. Tránh dạ, né mình dạ. Làm cái màu hơi tối quá thấy gì nó khó lắm. Dạ. Cái màu trắng với màu đỏ thì ban đêm nó dạ quang. Dạ nó ấy. Dạ. Còn cái bà con ví dụ bây giờ mình ở thường ở đây, dạ, thì người ta rất là dễ, người ta biết chỗ đó có cái cầu. Dạ. Còn dân địa phương ở xa người ta chạy ban đêm ban hôm người ta không có định được. Dạ. Định được bởi vì thì trong cái ánh tối của ban đêm thì mình thấy có cái sáng này, chỉ là mình có cái chớp hoặc là cái đèn xe gì nó chạy vơ qua, mình thấy là trước nó có cái hiện tượng là cái có gì trắng. Dạ. Cũng như mình để mình dễ nhận định được. Dạ. Ở chỗ đó có sự vật. Dạ. Xây dựng, dạ. Cố gì ở trước. Mình để mình biết, dạ, mình tránh được. Chứ không phải là sư cũng thích. Dạ. Thích cái màu lắm, nhưng mà mình thấy ban đêm ban hôm cho bà con người ta nó dễ. Dạ. Dễ nhận dạng hơn. Dạ. Ở đây thì sư có nói là sơn màu trắng với màu đỏ để ban đêm khi mà đèn của bà con đi qua đi lại pha vô cây cầu thì nó sẽ dạ lại. Thành ra người ta dễ nhận biết là nơi đây có vật cản, người ta sẽ chạy chậm lại, tránh né. Ở đây thì cây cầu mình chắc khoảng cỡ 2 ngày nữa là xong hả sư? Bữa nay với ngày mai nó xong rồi. Dạ, bữa nay ngày mai nó xong rồi. Vậy là xong cây này là mình chuẩn bị làm cây thứ 2, thứ 3 luôn ha. Đúng. Dạ. Thì hôm nay con tới đây quay những hình ảnh công đoạn cuối cùng làm cây cầu ở kênh Bần Bé. Thì quay một vài hình ảnh gửi đến cho cô Tịnh, người đã tài trợ cây cầu này. Thì qua đây cũng trao cái phần tiền còn lại cho sư luôn là 40 triệu trong cái đợt 3 này. Thoải mái phải không? Hết lo phải không? Lúc trước đâu có đi được. Cái độ thông thuyền nó ổn quá à, êm quá à. Ghe cỡ đó mà còn qua lọt tót luôn. Xin mến chào cô bác anh chị. Thì hôm nay thiện tới đây để trao cái phần tiền đợt 3 cho sư. Thì cũng đã hoàn thành cái cầu rồi, cái tiền này để cho sư trả tiền vật tư cũng như tiền mấy người anh em làm thợ đó, thì để trả tiền người ta. Thì đây con trao 40 triệu cho sư nha. Cái này là tiền của cô Tịnh hay gửi xây dựng cây cầu, thì tiền đã trao 3 đợt là 120 triệu. Thì cũng chân thành cảm ơn cô Tịnh đã giúp đỡ bà con nơi đây cùng với sư đây để làm cây cầu cho bà con nơi đây đi lại được tiện dễ dàng hơn. Thì cây cầu ngày mai nữa đã hoàn thành rồi, thì chờ cái ngày khánh thành thôi. Con cũng cảm ơn sư rất là nhiều nha, đã chung tay với mấy chú mấy anh đây để giúp đỡ bà con nơi đây có cây cầu đi lại được thuận tiện. Nhưng mà chúc sư được nhiều sức khỏe cũng như mấy chú mấy anh đây cũng được nhiều sức khỏe và may mắn hạnh phúc trong cuộc sống. Thì cũng không có gì hơn. Dạ. Thì nói chung thì cũng nhờ
thiện, vận động mạnh thường quân, và cũng như là gia đình cô Tịnh và cùng các bạn đi làm từ hồi năm 2007 rồi. Nhưng mà do cái căng cái duyên của mình thì mình thấy con em ở trong sâu xa mới thành tâm đi vân thì đi một ngày cái cầu này được về là vân cũng như là và các những cái nhà thương cho bà con ở trong cái xã này nhiều và hỗ trợ những cái cầu khác nữa. Nhưng ở đây sẽ cũng xin thay mặt trong cái tổ sóc và Phật tử bà con ở nơi đây thì cũng xin rất là chân thành cảm ơn vì cái lòng hảo tâm của mạnh thường quân và phát tâm là tấm lòng từ bi là để hùng cho xây dựng cái cầu ngày hôm nay để hoàn thành với số tiền là 120 triệu. Thì nếu mà tính theo cái số tiền 120 triệu á thì nếu mà tính hết á thì nó không có đủ đâu. Yeah. Bởi vì cái này sẽ tính là đủ vật tư. Yeah. Như đổ xăng cho anh em chụp đỉnh và đi lại lên xuống. Yeah. Qua lại chuyên chở đồ đạc lên xuống là thôi. Chứ nếu mà tính theo mà mình bước công dân nữa là bước không đủ. Yeah. Không, cái này thì để mình có vận động mạnh thường quân tiếp cái ngày công lao động của mình đó thì nó mới mau sớm hoàn thành. Thì ở đây con cũng chân thành cảm ơn mấy chú mấy anh đây đã nhiệt tình bỏ những cái ngày công sức quý báu của mình để hoàn thành cái cầu với cái thời gian sớm nhất. Thì con một lần nữa cảm ơn xin rất là nhiều nha. Dạ. Đã không có ngại khó khăn gian khổ trời mưa trời gió trời nắng cũng làm luôn. Cho nên thì cũng rất trân quý cái tình cảm đó. Thì video hôm nay thì quay những hình ảnh để gửi đến cho tất cả mọi người xem để mừng cho bà con địa phương nơi đây có cái cầu mới để đi qua đi lại. Bây giờ thì hồi nãy sư cũng nói sơ qua thôi, bây giờ thì cũng không có gì hơn. Yeah. Là cuối cùng thứ nhất là xin chúc là gia đình cô Tịnh Mạnh Thường Quân hỗ trợ cây cầu này và cùng Mạnh Thường Quân phối hợp gì đó xin cũng không biết hết. Yeah. À, và xin hưởng được phước báo là trong làm cây cầu trong ngày hôm nay là xin hồng ân tam bảo chúc cho gia đình Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, phước báo này đưa đến ông bà cha mẹ ngũ quyền thất tổ nội ngoại hai bên còn sống hay đã quá giảng đi rồi xin hưởng được phước báo mà con cháu làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá giảng và sau cùng cầu chúc cho gia đình hưởng được năm pháp của Đức Phật là sống lâu sắc tốt an vui sức mạnh và trí tuệ và ba tài sản, một là sự sang cả trên thế gian, hai là sự sang cả trên thiên đàng, ba là sự sang cả trên nước bạn cõi. Ba điều này gia đình Mạnh Thường Quân và cùng các anh em đi làm từ thiện chung với sư có chấp tay cầu nguyện như thế nào đi nữa, ngoài ý nguyện nêu trên cầu xin cho được tội nguyện ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chạy qua thử cái cầu coi con, coi coi êm không, chạy qua luôn nha, thật lên luôn, quá đã rồi, mạnh lên luôn. Cái này mình nếu mình nó khó cái chỗ cái chẹt mình đi làm á, nếu mà nó không gọi cái chẹt phải dính ở đây. Dạ. Yeah. Cái chẹt làm bên dưới phải dính ở chẹt ở đây chứ đâu có dễ đi mượn của người ta được. Dạ. Yeah.
rồi mình rút thì rút được, khi nào gồi mới rút được. Nó vậy đó, cái chẹt lại xuống cầm chỗ nào phải dính ở đó. Đó cái chẹt đó phải dính làm từ bên dưới bên trên này kia nọ nó mới xong. Cái này cái lồng nó 2.5 m hay sao? 2.6 m rồi. Dạ, phụ bè 2.6. Vậy là xe 4 bánh qua được. Ồ, tôi cho 16 chỗ chạy thoải mái. Kia có 1.8 nhiêu. Tôi cho 16 chạy nó bảo đảm luôn. Cầu nhìn chắc chắn quá. Tới 3 trụ luôn. 3 trụ nói chung đi. Cái này thì bây giờ mình làm theo cái thời buổi nó hiện đại, xe cộ qua lại đó thì mình cũng tính cái lòng sông. Dạ. Tính cái chịu đựng của cái cầu này, tính từ cái dạ dưới cái chiều cao độ thông thuyền nó là mấy mét sẽ? Nếu mà tính cái mặt nước lớn thì lớn, bữa hôm đó là còn hai mét hai. Dạ. Là cái độ lớn nước gồng xuống rồi đó là trên 2.6 m. Dạ. Thì nói chung đó, cái này nếu mà sẽ nói cái sáng dây á mà nước gồng á là nó hạ cạn nó chung qua được nữa. Vậy hả? Được. Dạ. Mấy cái cầu sẽ làm là nó chung qua được hết. Dạ. Trừ ra mấy chiếc xà lan mà nó bị bự mà nó loại cái lớn cabin lớn á ha. Ừ. Cái đó thì nó mới dính thôi, chứ còn nếu mà mấy cái chiếc mà đi múc theo cái đường sông mà sáng dây đó. Dạ. Là lọt thuốc hết trơn. Hạ cạn xong rồi quá. Dạ. Rồi cũng trời nước gồng rồi nó bơm vô cái chỗ cái nước vô chỗ cabin đó cho nó hạ xuống chút dạ. Qua nó khỏi hết trơn. Bởi vì á, mình cũng thấy làm rồi, rút kinh nghiệm, trừ ra cái con sông nó nhỏ quá mình kéo cao không được. Kéo cao thì cái đường xa nó không được, thành ra cái độ cao. Đó, sự làm vậy thấy vậy chứ cái dốc nó cũng dựt lắm đó. Làm cho sao cho nó phù hợp với cái tình hình của địa phương. Rồi hai bên dốc cầu nữa mình thấy. Phải cân đối. Cân đối. Dốc này là vừa lắm vừa luôn rồi đó.